Vâng, xin chào 500 anh em yêu quý của đồng hồ The Watch. Hôm nay đồng hồ The Watch của chúng tôi review so sánh hai mẫu đồng hồ GBD 200 và mẫu GBX 100. Vâng, để xem hai mẫu đồng hồ này có gì nổi bật cũng như là có gì đáng yêu anh em nhé. Vâng, bây giờ chúng ta sẽ vào xem chi tiết anh em nhé. Vâng, trên tay tôi hiện tại đang là một mẫu đồng hồ GBD 200. Thì anh em cũng biết rồi, GBD 200 này thì cũng ra đời là hơn một năm rồi, nhưng mà cho đến hiện tại thì cũng đang vẫn còn rất là hot luôn trên thị trường Việt Nam cũng như trên toàn thế giới. Ví dụ chẳng hạn như mẫu đồng hồ GBD này thì tôi đặt hàng cũng khá lâu từ bên hãng mới có mặt tại gian hàng đồng hồ giữa bắt của chúng tôi. Đấy, thì mã của em nó đây, GBD 200 1DR, giá là 5.441.000. Vâng, anh em online thì chúng tôi sale anh em 10% nhé. Vâng, và bên phải tôi đây thì là một mẫu đồng hồ GBX 100. Đó. Thì GBX 100 này thì cũng ra đời cách đây khoảng 2 năm rồi anh em nhé. Ra đời được 2 năm rồi, nhưng có một thời gian cũng cháy hàng luôn. Vâng, đây GBX 100 1DR và giá là 5.441.000. Hai mẫu đồng hồ này có giá tương đương nhau, giống nhau luôn. Đấy. Thế thì hai mẫu đồng hồ này có gì hay và có sự khác biệt gì thì cũng giới thiệu luôn với anh em. Vâng, riêng mẫu đồng hồ GBD 200 này thì là phiên bản mới hơn so với cái phiên bản GBX 100 này. Đó. Thế thì về cái tính năng của hai em này thì nó đều có cái tính năng giống nhau anh em nhé. Ví dụ đây anh em nhìn này, đây ví dụ đây là của mẫu GBD 200 này thì đều có sốc reset này, chống nước 200m này, mobile link này, automatic này, sleep check này. Đấy. Vâng, led tự động nhé. Rồi stopwatch này, đấy, và có 4 báo thức luôn. Đó, rất nhiều các chức năng. Thế thì ví dụ chẳng hạn em GBX này thì sao? Đây, mẫu của mẫu GBX thì cũng sốc reset này, đấy, sắp phone link này. Thì chức năng của em này thì cũng tương đương như vậy. Mẫu GBX này thì về cái tính năng thì cũng tương đồng với mẫu đồng hồ GBD 200 này. Nhưng mà nó cũng cắt một số cái tính năng đi. Ví dụ là nó không được nâng cấp bằng cái mẫu GBD 200 anh em nhé. Đây này, đấy, nếu mà nói về chức năng thì chức năng của ông GBD 200 này thì nó có nhiều cái chức năng hay hơn so với cái chức năng của mẫu đồng hồ GBX. Rồi, thế còn về ngoại hình thì như thế nào? Vâng, thì ngoại hình thì tôi đánh giá rằng là hai mẫu này đều có những cái độ đẹp khác nhau. Đấy. Thì chẳng hạn như con mẫu GBD 200 này thì nó được thiết kế cũng khá là hầm hố. Đấy, cũng khá hầm hố. Thì ở đây nó cũng có nút biểu là nút like nằm ở đây này, đây đèn này. Đấy. Bên này thì nó cũng có nút like này. Đấy. Đấy. Đèn đều là màu xanh giống nhau này. Đây này anh em nhìn này. Đấy, đều giống nhau này, không khác gì nhau đó. Và cái cài đặt hiển thị này thì nó cũng giống nhau này, và gần như không khác biệt gì nhau lắm này. Đấy. Về phần dây thì cũng vậy thôi, phần dây thì mỗi ông thiết kế một kiểu, mỗi ông có một cái vẻ đẹp khác nhau. Đấy, mỗi ông có một cái vẻ đẹp khác nhau, nhìn thì cũng rất là chất luôn. Thế thì ví dụ cái viền benzen của mẫu GBX này thì lại là bằng thép, trong khi đó GBD thì lại là bằng nhựa này. Đó là hai sự khác biệt với nhau. Đấy, còn về mọi tính năng thì nó cũng tương đồng với nhau thôi. Đấy, đây anh em này, anh có thể xem mặt cạnh này. Cái mẫu GBD 200 này thì có một cái điểm chống sốc nằm ở giữa thân vỏ đây. Đấy, trong khi đó ở mẫu GBD này thì không có. Đấy, không có anh em nhé. Đấy, và bên này thì có đinh ốc các thứ. Khi anh em mình mua sẽ tải cái phần mềm mốt về, và sau đó chúng ta sẽ cài đặt theo hướng dẫn thì chúng ta sẽ cài đặt được hai cái mẫu đồng hồ này. Thì hai mẫu đồng hồ này về cái chỉnh chức năng các thứ thì nó cũng đều rất là hay. Và đây này, nó có rất nhiều các chức năng ở đây anh em này. Đây, để chuyển được rất nhiều các chế độ khác nhau này. Đấy, đấy, bên này cũng vậy thôi, nó cũng đều chuyển được các chế độ rất là hay ở đây này. Đấy, nó đều có những cái chế độ rất là hay. Vâng, còn cái cài đặt thì em nó thì thông thường thì cũng giống như những mẫu đồng hồ di sốc khác thôi. Giờ bắt chúng tôi thì cũng có video về cài đặt của hai mẫu đồng hồ này trên kênh rồi, thì anh em cần xem thì hãy vào kênh của tôi để xem lại những cái quá trình cài đặt và kết nối Bluetooth cho em nó trên kênh của chúng tôi. Rồi, bây giờ tôi sẽ tháo quả bông này ra cho anh em có thể là chiêm ngưỡng cái phần đáy của nó này. Đây anh em xem này, ví dụ là cái phần đáy của em GBX 100 này đây, thì đáy thì bao giờ cũng có cái tem chống giả của anh Khuê Watch, nhà phân phối độc quyền thương hiệu Casio Việt Nam này. Và ngoài ra thì có các thông số kỹ thuật của mẫu đồng hồ này, và có cả mã số của mẫu đồng hồ luôn nha anh em nhé. Đó, thì bên này cũng vậy thôi, mẫu GB
D này cũng vậy thôi, đều có tem chống giả đây. Đấy, đều có tem chống giả của anh Quê Watt này. Đây Japan Watt đây, đây Japan chống giả này. Rồi có các thông số kỹ thuật của mẫu đồng hồ này. Đó, đây và có mã của mẫu đồng hồ này nằm ở đây luôn đây này. Đấy, mã vỏ, mã vạch luôn đây này. Thì hai mẫu đồng hồ này thì tôi có một cái đánh giá nữa rất là hay anh em nhé. Thứ nhất là nó siêu mỏng. Nếu mà nói về một chiếc đồng hồ ở thể thao thì đây là một cái dòng đồng hồ siêu mỏng. Đấy, siêu mỏng. Thì tuy nhiên thì mẫu đồng hồ GBD này mỏng hơn một chút so với cái mẫu đồng hồ GBX này. Đấy, GBX dày hơn một chút, GBD mỏng hơn một chút. Đấy, nếu mà tính cả cái gối nó hơi lồi lên đây thì tôi nghĩ là nó bằng nhau. Đấy, nhưng mà nếu mà nhìn trên cái mặt thôi thì rõ ràng là cái phần của mẫu đồng hồ GBD này nó sẽ mỏng hơn so với cái mẫu đồng hồ GBX. Vâng, có một cái rất hay ở mẫu đồng hồ này, đó là cái màn hình hiển thị của hai mẫu đồng hồ này nhìn số rất là rõ ràng. Nhìn số rất là rõ ràng. Anh em có thể nhìn nghiêng như thế này vẫn có thể nhìn được giờ này. Đây anh em nhìn này, nghiêng như thế này vẫn nhìn được giờ đây. Vẫn nhìn được giờ này, nhìn rất rõ ràng luôn. Đấy, trong khi đó ở những mẫu đồng hồ khác thì không có cái chuyện này, không có cái chuyện này luôn anh em nhé. Cái thứ hai nữa là khi anh em đi ngoài trời nắng, thế thì cái số này này anh em ạ, cái số này nó phản quang lên, nó phản quang lên nhìn cực kỳ nét luôn. Nói thẳng với anh em là rất là nét ở cái phần số này. Nó phản quang lên này, anh em nhìn như kiểu nó phản quang lên này, anh em thấy không? Khi anh em đi ra ngoài nắng thì anh em sẽ nhìn thấy nó rất là rõ ràng về cái vấn đề như thế này. Vâng, anh em không tin thì anh em có thể mua để mà đeo thử trải nghiệm xem thế nào nhé. Rất là tuyệt vời luôn ở hai cái mẫu đồng hồ GBD và GBX này. Vâng, thì hai mẫu đồng hồ này thì theo tôi đánh giá thì nó đều có những cái điểm hay. Đấy, có rất nhiều những cái điểm hay. Thứ nhất, đều kết nối với điện thoại và Bluetooth, thì nó có rất nhiều các chế độ, ví dụ đếm bước chân này, đốt calo hàng ngày này, rồi là tin nhắn báo đến này, cuộc gọi báo đến, nó đều hiển thị trên cái mẫu đồng hồ này. Nó tương đương giống như một cái Apple Watch, nó chỉ có mỗi cái tội là không nghe gọi được thôi. Chứ còn đây là một cái mẫu đồng hồ rất là hay luôn. Đó. Vâng, riêng cái mẫu đồng hồ GBD 200 này thì nó có cái chế độ là Auto LED Light này. Thế chẳng hạn như mình đeo, khi mình cài đặt cái chế độ này ở trên điện thoại cho em nó, thì khi mình chỉ cần vẩy thì một phát thế này, vẩy một phát thế này là cái màn hình nó tự động sáng anh em nhé. Nó tự động sáng mà mình không cần phải bật cái nút Light này, không cần bật nút Light này mà nó tự sáng lên luôn cho anh em. Đấy, rất là hay luôn. Đó. Thế thì ở mẫu đồng hồ này thì nó không có anh em ạ. Đây, ví dụ mẫu đồng hồ GBX này thì nó không có cái chế độ đấy. Đây. Nó không có luôn. Đấy, nếu có thì nó đã ghi ở trên thông số kỹ thuật ở đây rồi. Rồi. Thế thì đây là hai mẫu đồng hồ thể thao tôi nghĩ rằng là rất ok. Nếu mà để đánh giá thì tôi đánh giá rằng hai mẫu này đều rất là đẹp. Đều rất là đẹp luôn. Đấy, đều rất là đẹp. Mỗi em có một cái vẻ đẹp riêng. Tuy nhiên thì mẫu GBD 200 này thì nó có nhiều cái tính năng hay hơn so với cái mẫu GBX này. Vâng, nếu mà nói về độ khỏe của hai mẫu đồng hồ thì tôi đánh giá là cái mẫu GBX này nó khỏe hơn so với cái mẫu đồng hồ GBD. Đấy, đấy là theo cái cách nhìn nhận của tôi. Vâng, còn anh em thì thấy thế nào thì hãy để lại comment dưới video này nhé. Vâng, về giá của hai mẫu đồng hồ này thì nó cũng tương đồng nhau anh em nhé. Vâng, anh em mua online thì chúng tôi sale cho anh em 10%. Vâng, còn đây là tem chống giả của hai mẫu đồng hồ này. Đây, tem chống giả và bảo hành chính hãng cho anh em. Thì khi anh em mình mua thì anh em mình sẽ cào cái lớp này ra. Đấy, cào cái lớp bạc này ra và vào cái link bảo hành ở đây là bảo hành chấm anh Quê Watt đây này. Và chúng ta sẽ kích hoạt bảo hành điện tử cho em nó. Vâng, đồng hồ shop chính hãng anh Quê Watt thì bao giờ cũng được bảo hành 5 năm tại hãng luôn. Cho nên là anh em mua thì hoàn toàn yên tâm, không phải lo lắng gì về cái chế độ bảo hành của em nó. Và đồng hồ vừa sốc thì nó gọi là nồi đồng cối đá rồi. Nó là một dòng đồng hồ chống sốc, cho nên là anh em có thể vận động thoải mái luôn, không phải lo lắng gì về cái độ bền của mẫu đồng hồ này. Trừ khi sản xuất làm rơi làm vỡ các thứ thì nó mới hỏng thôi, chứ còn bình thường thì nó không thể hỏng được anh em nhé. Hai mẫu đồng hồ này thì tôi cũng có rất nhiều các phiên bản màu khác nhau ở đây. Thì bây giờ tôi cũng sẽ giới thiệu một số màu cho anh em xem luôn. Thì ví dụ là mẫu GBD 200 này thì tôi có 3 màu ở đây. Đây hiện tại là đang có 3-4 màu đây anh em nhé. Vâng, đây cũng là một mẫu GBD. Nhưng mà đố anh em biết là nó có sự khác biệt như thế nào nào. Tôi chưa cần xem cái mã của nó. Đó, thì đây là một mẫu GBD. Đây, nó có mã đuôi khác nhau một chút. Đây, GBD 200 UU1DR là giá là 5.454.000. Thì ở mẫu đồng hồ này với cái cách phân biệt đơn giản nhất là đó là ta nhìn thấy cái phần gối này này. Đây là cái phần gối đệm của cái dây cho chúng ta đeo nó đỡ bị cấn tay ở đây này. Đấy, thì nó lại là màu xanh. Đây, nó là màu xanh lá nhá. Nó là màu xanh lá này. Trong khi nó của mẫu GBD 200 này thì nó lại là màu đen này anh em nhìn này. Đây này.
Đấy, nó là màu đen chứ nó không phải là màu xanh giống như cái mẫu này. Mẫu này nó khác hẳn luôn. Và thế còn chức năng mọi cái của em nó thì cũng giống nhau thôi. Thì cái chữ đây là cái chữ alarm này này, thì ở bên này thì nó lại là khác nhau một chút này, anh em nhìn thấy không? Và ngoài ra thì cái nút đây, cái điều chỉnh này thì nó lại là màu xanh lá này, màu xanh lục đấy. Mà trong khi đó bên này thì nó lại là màu đen thôi. Thì hai mẫu đồng hồ này nó đều giống nhau cả, nó chỉ khác nhau một số cái điểm cơ bản như vậy thôi anh em nhé. Thì đây tôi còn một số màu nữa đây anh em nhé. Đây, ngoài ra thì tôi còn có màu này đấy, màu này là màu xanh navy luôn đấy, đều cũng rất là đẹp, đều rất là đẹp luôn đấy. Về chức năng mọi cái thì đều giống nhau cả thôi, chỉ khác nhau về cái màu sắc. Thì anh em muốn trẻ trung thì mua màu xanh navy này, còn nếu muốn đứng đắn hơn một chút thì ta có thể là mua màu đen đấy. Ok rồi, thế còn mẫu GBX thì đây, mẫu GBX hiện tại tôi cũng đang có 3 phiên bản màu ở đây đấy, để cho anh em lựa chọn nhé. Đấy, một là màu đen này, hai là màu đen lai với màu trắng này, đấy, ba là màu đen lai với màu vàng hồng này đấy, viền men đen màu vàng hồng này, viền men đen màu bạc này, viền men đen màu bạc này đó. Thì hiện tại tôi đang có 3 màu ở đây, và anh em thoải mái lựa chọn nhé. Vâng, mẫu đồng hồ này thì ra đời khá lâu rồi nhưng mà cũng còn rất là hot luôn. Vâng, cho nên anh em đặt mua ngay, nhỡ không lại hết hàng anh em nhá. Rồi đi kèm với sản phẩm thì cũng có hộp đây anh em này, đều có hộp chính hãng đây. Một chiếc hộp thiếc vân cát rất là đẹp này. Đấy là một chiếc hộp thiếc vân cát này. Đấy, nắp của em nó đây. Rồi đây tôi lấy một chiếc hộp demo cho anh em thôi. Ví dụ là GBD 200 đây, 1DR. Đó là của mẫu đồng hồ này. Đấy hộp của em nó đây. Thì trong hộp thì bao giờ cũng có cái sách hướng dẫn này. Đây anh em này, đấy, sách hướng dẫn. Đấy, sách hướng dẫn đủ các thứ tiếng cho anh em này. Ngoài ra thì là có chiếc hộp thiếc ở trong như thế này. Đấy, để tôi có thể xem cho anh em xem qua. Rồi, sản phẩm của chúng tôi thì hiện tại đang được bán tại hệ thống đồng hồ giới quát đây anh em nhé. Vâng, có địa chỉ đây, tầng G trung tâm thương mại The Garden này, đường Mỹ Trì, Mỹ Đình, Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội này, tầng hầm Mixi Savico Long Biên, số 7, số 9 đường Nguyễn Văn Linh, Long Biên, Hà Nội này. Có website này, có số hotline đầy đủ cho anh em. Rồi, anh em đánh giá hai mẫu đồng hồ này như thế nào thì hãy để lại bình luận dưới video này nhé. Rồi, anh em xem video nhớ like, share, chia sẻ, đăng ký kênh để ủng hộ cho hệ thống đồng hồ giới quát của chúng tôi, cũng như là để xem những video mới nhất của chúng tôi khi review về sản phẩm trong thời gian tới. Rồi, bây giờ tôi cũng xin kết thúc video này tại đây. Kính chúc 500 anh em một năm mới sức khỏe dồi dào, an khang thịnh vượng. Vâng, bây giờ thì xin hẹn gặp lại anh em trong những video lần sau. Xin chào và tạm biệt.